Hai mọi người, em vẫn chưa đóng hết, vẫn còn mấy kiện nữa của mấy anh. Em tìm lại một cái đơn của cái này là một cái bơm nước bơm nước Robin màu đen bán chung với con máy bơm nước màu vàng, cái video á, hai con máy bơm vàng và đen đó mọi người. Thì cái anh nào mua bơm nước màu đen này 500 nghìn này thì liên hệ lại, nhắn cho em cái địa chỉ lại nha. Tại vì chuyển khoản không có cái tên và cái số điện thoại đó, em tìm không ra. Thì tình hình là ngày thứ hai bơn vị vận chuyển nó sẽ làm lại mọi người. Tại vì thành phố Thủ Đức thì nó gỡ phong tỏa các phường với nhau rồi, nó gỡ phong tỏa rồi nên là bây giờ thì mình vẫn thực hiện chỉ thị, mình không ra ngoài thế này thế kia, nhưng mà Viettel nó sẽ tới tận nhà lấy mọi người, nên em sẽ bán online lại cho mọi người nha. Thì em vẫn không tiếp khách trực tiếp nhưng mà em vẫn bán online lại. Nay thì em có bốn cái con bơm nước này mọi người. Robin, đầu tiên là em giới thiệu hai con Robin. Đây, Robin. Hai con Robin này thì nó đủ đồ, nhìn là đủ đồ, đời đầu máy là thấy đủ đồ nha mọi người, đầu máy là đủ đồ đấy, thấy không? Lọc gió đầy đủ. Robin này là 30cc nha mọi người, nòng là 36 ly. Con Robin này là em dự đoán là hình như là mình có thể thay cái bộ côn của cái Robin 03 này, Robin sắt cái này mọi người, Robin sắt á, tại vì nó có bốn ốc, nó có bốn con ốc ở tum nên em nghĩ là mình có thể thay được, có thể lên mấy cái cỏ được, em nghĩ vậy thôi chứ tại vì em chưa có tháo nên là em nói chung mình chưa có lên bao giờ nên là mình không có rành lắm nha, tại vì có hình như là có nhiều anh em đã lên rồi nhưng mà em chưa có lên nên em không có khẳng định nha mọi người, tại vì nó có bốn ốc lam như cụm đầu mấy cái cỏ đủ đồ. Mà cái này là chuyển qua cái gắn vô cái dây xịt rửa xe này mọi người. Thì ví dụ mình dùng cái này rửa xe cũng được nha, mua cái ống rửa xe nữa. Cái đầu này thì gắn vào cái bình cái vòi nước cũng được, hoặc là cái bồn nước này thì nó bể cái bình này, có bán bình xịn mới đây nha mọi người, nên là yên tâm mua nó cũng dễ lắm. Nó bể chỗ này, nó một để một tí nha, chỗ này bình nó đi hơi rất là tốt mọi người, hơi rất là năng luôn. Rồi con này, ô con này nó còn xanh luôn này mọi người, nó còn xanh luôn ghê thiệt, con này hơi rất là tốt. Thì cái con này nó có cái bộ vòi này, thì em xin phép là em lấy cái bộ vòi này lại nha mọi người, cái này lấy để dùng á mọi người chứ không phải để bán, để em lấy lại để cho anh trai em dùng, xin phép em lấy được cái bộ vòi này lại nha. Bộ vòi này là để nó khóa rất là hiệu quả mọi người, bộ vòi của Nhật nó khóa xả rất là hiệu quả. Em xin phép lấy lại cái này thì em bán cái cục máy thôi, bán rẻ. Rồi cái dòng của pin này là công suất nó lớn nha, cao nha mọi người, nên là nó bơm nó cao hơn, nhanh hơn. Thì con này thì cái bình xăng này cao lắm, mua cao lắm 100.000 gì chứ mấy mọi người. Bình này thì em thấy nó còn ok, nó còn xăng là ta thấy nó còn ok. Con này thì 600.000 nha. Con này thôi để 600 luôn, để 600 luôn. Cái giá này là giá hữu nghị nha mọi người, không có lần cái này giá hữu nghị bây giờ thôi chứ những cái dòng này thì không có giá đó đâu. Thật sự mọi người đi mua luôn á, cho mọi người đi mua luôn cũng không có giá đó. Rồi,
này 600, con này 600. Nghe kỹ nha, em xin phép em tháo cái vòi kia lại. Ok, ở trong này thì em có một, tiếp tục em có một cái con Mitsubishi TL33 mọi người. TL33 bình xăng nó bể rồi. Bể bình xăng nhưng mà nó có bình xăng mới nha mọi người. Bình xăng mới nó có. À, bình xăng này 100.000. À, nha, bình xăng này 100.000. Thì em cũng sẽ có, em cũng có bán nhưng mà 100.000 em có bán, nhưng mà tại vì bây giờ cái chỗ đại lý nó bị phong tỏa nên em không có lấy hàng ra được, nên là bữa nào mà nó hết dịch ấy, em gửi máy trước mua, em gửi máy trước, bữa nào hết dịch thì em sẽ gửi bên sang cho riêng nha, bán riêng. Bây giờ giá là giá của cái máy như ngày này nha, còn bình xăng là giá riêng nha, 100.000 đó. Bình xăng 100.000. Ok, TL33 nha mọi người. Thì TL33 này thì nó cũng có bốn con ốc, bốn con ốc tum. Nếu mà cái máy bơm nước mà có ba con ốc tum ấy thì chắc chắn là không có lên được máy phát cỏ đâu nha. Còn bốn con ốc tum ấy là mình có thể lên. TL33 con này thì em kéo nó cứng mọi người. Cái này ấy là lúc về ấy, thì mình lúc về ấy, thì lúc ở ngoài bãi xuống công á, thì mình giật được, nhưng mà về để sau xong cái dây nó mới lắm, nhưng mà về để xong một thời gian xong cái tự nó cứng luôn, mình không giật nữa mà tự nó cứng thôi. À, rồi con này thì để rẻ cho mọi người ha, con này 800.000 nha, 800.000 nha mọi người. Mọi người biết cái đầu TL33 này mua không bao nhiêu tiền không? Cái này là em chưa có mở ra nha. Còn nếu mà em mở ra luôn á, thì nếu mà em mở ra mà nòng nó ok ấy, mà xong cái em xoay ấy, em giật luôn á, thì cái đầu này không rẻ đâu. Đầu này em tháo ra bán không đi. Mọi người biết TL33 một đầu nó là gần 3 triệu, 2 triệu mấy, gần 3 triệu, không ít đâu. 800 nghìn nha mọi người. Đây là bán mù nha, không có bao gì hết nha. Tình trạng là em nói như vậy đó. Cái bình xăng này là 100.000, cái máy này là 800.000. Nếu mà một người lấy bình xăng ấy, thì em gửi sau, còn em sẽ gửi trước cái này. Ôi, một con Maru em xả luôn, một con Maru đẹp tuyệt vời luôn, 25cc chế One Roll. Này thì hơi hơi tốt, cái này việc em, cái này là bình xăng rất đẹp, còn tem luôn. Cái này là cái ổ giật của nó cái lò xo nó yếu nên là mình về mình mở ra mình vệ sinh thôi. Tại vì cái này là em bữa trước em có đăng rồi, nhưng mà giờ tại vì còn con cái hiệu này còn một con em xả luôn. Nó là tùm rời bốn ốc này. Con này thì em sẽ để giá là, cái này giật ok nha mọi người, giật hơi rất là ok nha, chứ không phải là không được. Mà do tại hơi rất là năng, cái nồi cái này thì chắc chắn là hơi ngon rồi, nhưng mà em không có bao nha, em biết chắc chắn nhưng mà em không có bao, tại vì đang giá xả. Con này là 750 nha, 750 nha, 750 nha mọi người, 750. Con máy rất đẹp, bình xăng ok, không có bể vỡ, máy này không có bể vỡ gì hết nha. Đầy đủ đồ luôn. Rồi, đẹp rồi. Mấy con này thì mọi người không cần phải hỏi cái ống này ra bao nhiêu đâu, vì nó một kích thước là ống này thì ống 25 mm, nghĩa là 2,5 phân, tất cả các loại mini nhỏ này luôn. Rồi, giá em báo rồi ha. Còn hai cái máy bơm kia nữa thì em sẽ có video review sau. Đây là máy bơm chạy xăng lớn, này là máy hai thì, kia là máy chạy xăng. Rồi, tình hình là em bán lại nha mọi người, vì nó là bớt căng thẳng một tí rồi nên là em bán lại, bán online lại ha. Và hàng của anh em thì thứ hai nó sẽ bắt đầu lên đường nha. Tình trạng ấy là các tỉnh miền Tây nó còn dịch rất là căng thẳng, nên là có một số tỉnh mà nếu anh em ở trong cái vùng mà cách ly
cách ly riêng ấy, cái nghĩa là nếu mà là cái vùng mà nó xác định không phải là vùng nguy cơ cao ấy thì nó chỉ áp dụng chỉ thị thôi ấy, thì nó khác. Còn cái vùng mà cách ly riêng biệt do các ca F0 đó thì mọi người không nên mua ở miền Tây nha, còn miền miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc thì gửi bình thường. Thì ở miền Tây nó đang giống như là nó không cho nhận á, nên là nó sẽ tồn lại ở bố cục. Còn một số chỗ thì nó gửi bình thường thôi, miền Tây một số chỗ gửi bình thường thôi. Ok, giá thì em báo rồi nha, nghe kỹ nha mọi người.